Hello, chào cả nhà. Cả nhà xem đằng sau Nhung Hà này, một màu đỏ đỏ. Đây là cà chua nho cả nhà ơi. Trời ơi, nó giòn ngọt ha. Ngon quá, ngon luôn. Nó ngọt y như trái cây cả nhà. Đó. Trái nó nhỏ nhỏ như trái nho vậy á. Ngày hôm nay hai mớ cà chua này rồi đi ra ngoài mé vườn mới xem có trái cà chua nào chín mà quả tút ở bên đây luôn nè. Mai được 5 trái luôn này. Đã tay này. Đó. Đã luôn. Này cà chùm này cả nhà ơi. Mê luôn. Mùa cà chua là mình thấy gần hết mùa. Cái cà chua chín là sắp hết mùa. Sắp lạnh nữa cả nhà. Má trời, trái chín mì. Mình làm nước sốt quá trời luôn. Ngon quá. Chắc là đi vô làm xo xà cả nhà. Mình mới xem có gì mình thu đó. Mình thấy có mấy trái dâu đỏ rồi đó. Một em dâu tây. Này. Đây trái nữa. Bữa hôm mình mới hái cũng được mấy trái, giờ cũng được mấy trái nữa mì hay. Đây. Siêu to khổng lồ. Chưa có trái này nữa mà chưa chín. Trái này chín rồi, suýt nó bỏ qua rồi. Trái dâu này ngon quá. Trái dâu mì quá mời cả nhà. Nó ngọt với đường luôn vậy trời. Ngon quá. Ngon quá ngon. Cà chua này chín. Hôm nay cà chua đen chín nhiều ghê ha. Chùm bên đây chưa nhưng mà chín rồi nè, vô luôn nè. Em cà chua vàng. Này là cà chua lê. Cái cà chua này nó chín quá, nó rụng. Ổn nha. Cà chua San Marzano nha.
chín. Ồ, chín rụng. Màu đỏ này. Cái rổ thành màu đỏ không? Cây này ớt jalapeno. Ta để làm xô xà nha. Bữa hôm mình cũng hái mớ dòng muối dòng xà anh ăn món Mexico là anh có lấy khổ ghê, lấy vợ Việt mà tối ngày bắt cái này năn nỉ vợ nấu, không phải bắt mà năn nỉ vợ nấu món Mexico khổ ghê. Món của người Mexico á nha. Ớt ngọt, ớt rắn cả nhà. Trái quá trời luôn ha, mềm quá. Mấy trái vừa nướng chung luôn. Nướng chung với lại xô xà luôn. Rồi. Ớt này họ gọi là ớt cayenne pepper. Hồi mình sợ lộn quá. Nó để đây đi. Để bỏ riêng ra nghe nó, cái ớt này cũng cay lắm. Cay mà mình thử coi. Cũng hơi cay cay. Hơi cay cay rồi nha. Bỏ trái vô đây nướng làm xô xà. Còn để riêng á, nghe nó cay rồi nha. Có hai trái cà tím. Cà móng tay rồi nha. Ui trời, nó dài chưa. Mè chưa. Vô đây. Đây có trái cà móng tay nữa nè. Ui trời ơi, cái trái cà móng tay này bự hơi là bự luôn. Wow, đẹp quá. Tím mới đẹp luôn rồi, đẹp luôn á. Ồ, cái này là cà táo cao sản nè. Ồ, có trái rồi. Bữa hôm hái được trái. Để dành nó chấm rồi, để mình muối nha nhờ. Ngay được trái nữa nè. Ồ, bữa hôm chị Vinh Bình Thiệt Quân Sống Mỹ tặng Nhung Hà mấy cây nè. Này nó ra trái rồi, mừng hết sức mừng luôn. Ôi, hôm nay được 3 trái luôn. Gom. Mình gom cho thiệt nhiều, mình muối được một hũ luôn. Cây mình lên hai chị em ăn. Chị thích cái trái này lắm. Rồi hôm nay Nhung Hà được nhiều trái nha. Đó, đó. Này nữa nè. Trời, hôm nay gom lại. Hái rồi cất đi trong để cho nó ra trái nữa. Ô, đây được trái này nè. Còn bông nhiều lắm. Đây có trái này bự dưới này. Cà pháo của bên mình đó cả nhà. Qua bên đây được cà pháo nó mừng. Nó quý. Được mớ cà pháo vào cất. Dành. Đây, cà trắng này. Cà trắng trứng. Đây trái này nè. Cà trắng này muối được không ta? Mình sợ nó không giòn như cà kia. Màu này hái mấy em mướp khổ qua nè. Trái khổ qua bự rồi, hái luôn. Hái em. Đây trái nữa. Đây em nữa nè. Bốn em. Wow, đây có trái bự chưa. Năm em. Sáu em. Đủ lại khổ qua ta. Nhiều ấy. Ồ, trái trái nữa. Năm nay Nhung Hà bội thu khổ qua cả nhà ơi. Bữa giờ mình hái mấy lần luôn á. Hái đã tay luôn á. Có vẻ nó thích bên vườn mới á, khổ qua á nhà. Đây nữa nè, thấy chưa? Quá trời hai trái này.
Trái này già quá. Trái này. Wow, toàn ten trong đây nó lùm quá. Quá trời đây cả nhà xem này. Bây giờ nó gì văng dít 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 đến qua bên đây rồi. Nó tua tốt rồi bên kia. Đây là nhà, này, trái này. Mướp Peru này. Quá trời luôn. Bò lan tùm lum hết. Mướp này nó nhiều trái lắm. Hái không xuể. Mới hái, giờ hái nữa. Ngồi xuống thấy chị nè. Mới thoạt đầu thấy lá không. Xong rồi ngồi xuống nhìn kỹ là bắt đầu chị lòi ra mép bên trong này. Ui, trái bao la chưa, nhiều quá mà máy mà hết pin cả nhà ơi. Đang hái mà hết ngắt đoạn là cả nhà biết mình hết pin, mình vô mình sạc pin đó. Cứ thùi thùi lui không thấy gì hết mà biết cái máy nó đang quay. Đây tới tối khoảng chừng tí xíu nữa là tự nó tắt này. Lỡ hái rồi lười đi vô sạc. Hái giờ cho hết bên rồi sạc tí xíu rồi qua ra quay tiếp. Trời ơi nhà ơi. Cà rổ lúc nào qua đây xách cái rổ đó theo á. Mình thấy là toàn là đầy rổ. Trái bự này. Đây này. Ngay ngay tay mình luôn. Bò tức qua đây rồi nè. Ôi trời, hai nãy giờ mệt đuối quá cả nhà ơi. Thôi chúc cả nhà có một ngày vui vẻ. Cả nhà ơi, tặng cho Nhung Hà một like, một đăng ký, một chia sẻ ủng hộ Nhung Hà với nhé cả nhà. Bye bye.